Đây là một cái món đồ chơi mà hồi nhỏ mình rất là thích chơi luôn các bạn, nhưng không có điều kiện mua. Chơi bốc thăm trúng thưởng mày mai ra với chúng nó thôi. Bây giờ mình lớn rồi, mình có khả năng chi trả để mua cái món đồ chơi này rồi các bạn. Các bạn biết nó bao nhiêu không? 10k thôi. Chỉ 10k thôi. Nhưng mà đối với mình ngày xưa thì 10k là phải nhịn ăn sáng 10 ngày mới mua được đó các bạn. Đây là một em đèn tia laser. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem nha. Lúc này là khoảng thời gian 6 giờ chiều tối, là khoảng thời gian rất là thích hợp để mình chơi laser. Vì trời chiều tối như thế này thì laser sẽ chiếu xa hơn và rõ hơn. Giờ mình sẽ khui em nói ra cho các bạn xem nha. Đương nhiên là trong này phải có một cái đèn laser rồi. Cái đít của nó như một cái móc khóa, chúng ta có thể đeo vào tay được. Bên cạnh đó chúng ta có 5 cái kính chiếu yêu màu vàng. Theo như mình biết là có một kính chiếu bình thường chiếu thẳng, và những kính khác thì nó sẽ có những con vật hình ảnh khác nhau. Lâu rồi mình không chơi, mình cũng không nhớ nữa. Bây giờ thì mình sẽ lắp vô cho các bạn xem và mình cùng xem thử là nó sẽ hình gì đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp pin vô. Một cục. Hai cục. Ba cục. Và lắp cái đít lại. Sau khi mình lắp pin xong thì ánh đèn nó như vậy nè các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ đổi cái kính này xem. Vì mình nhớ hồi xưa mình chơi á, là khi mình đổi cái kính khác thì mỗi cái kính là có những cái lớp hình dạng khác nhau. Mình soi ra là nó sẽ hình con này con kia hay hình gì đó. Ồ, mà sao cái kính này không thay đổi hình ảnh ta? Ánh sáng cũng hơi yếu nữa. Để mình đổi sang kính khác. Không thay đổi hình ảnh luôn. Đổi hết luôn. Không thay đổi. Kỳ lạ dữ vậy. Chẳng lẽ đèn tia laser 10k này lại pha ke sao? Hay là người ta đã lọc bỏ chức năng đó rồi? Nếu như không có hình dạng khác nhau thì người ta cho nhiều cái kính này để làm gì? Thật là tức quá. Những cái kính này lỗ quá các bạn ơi. Cái tia laser này không giống cái tia laser hồi nhỏ mình chơi lúc nào. Ngoại hình thì giống, thiết kế thì giống, nhưng mà mấy cái kính này không có hình thù khác nhau. Chán quá. Bây giờ mình sẽ tháo cái súng kèm theo xem nó có hoạt động được không. Trời ơi, coi nè các bạn. Cái đèn laser pha ke quá, nhưng mà cái súng này thì quá ok. Trời ơi, còn nó chiếu nè. Quá chừng luôn. Cái đèn này chiếu quá chừng sáng luôn các bạn. Mình sẽ cho thử cái kính này vô. Không có hình thù gì hết. Kính này cũng vậy, không có luôn. Không có luôn. Không có luôn. Buồn quá các bạn ơi. Nhưng mà cây súng này chỉ sáng gần thôi, chiếu gần thôi. Chiếu gần nó mới sáng được như vậy. Không có chiếu xa được. Muốn bật đèn thì chúng ta chỉ cần bóp còi. Còn muốn tắt đèn thì chúng ta sẽ gạt cái còi lại. Còn đây, cái laser. Quá cùi mía, quá mờ. Trời đã tối hơn rồi. Đây là combo đèn và laser 10k. Đèn thì khá là sáng. Còn cái đèn laser này thì sáng khá là yếu. Gọi lên đầu cây mà không thấy gì hết. Ở đây mình có một cái đèn laser có sẵn. Mình sẽ bật lên cho các bạn xem nha. Đây. Sự khác biệt. Đây. Các bạn thấy chưa? Gọi cực kỳ xa luôn. Đó, gọi lên cây nè. Đó, thấy rõ luôn. Đây. Cực kỳ rõ. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ viết tên mình cho các bạn xem nha. T I C A N ở cạnh V E. Vậy viết liền nè. T cạnh vậy. Ký tên. Đó, các bạn thấy không? Đèn cực kỳ xa luôn. Ây da. Buồn quá, buồn quá. Và đây là khi mình gọi laser trong nhà. Hồi xưa mình chơi gì nữa các bạn? Gọi tù lưa tù leo. Đó, mình vẽ hình tròn nè. Rất là tuyệt vời. Đây là cách chơi laser của mình.